Đến Tịnh Biên, An Giang, nhiều du khách không thể bỏ qua chùa Bánh Xèo nổi tiếng tại đây. Gần 20 năm qua, chùa làm bánh xèo chay đãi khách thập phương. Lúc nào chùa cũng đông đúc, nhiều người rủ nhau đến thưởng thức bánh xèo chay thơm ngon nước tiếng. Chùa Bánh Xèo là cái tên được nhiều người đặt cho thiền viện Đông Lai. Trải qua gần 20 năm, ngày càng nhiều khách thập phương ghé đến chùa để thưởng thức bánh xèo chay. Nói chung thì mới thì mình không có quen thiệt, nhưng mà mình đổ viết rồi mình quen tay mới được, chứ không quen đổ đâu được. Không quen mình đổ cái bánh nó không có tròn với mà như là nó như mình đổ như vậy. Đúng rồi, đổ một lúc nhiều quá. À, mình đổ thì chỉ có cái đổ thì nó dễ, mà quan trọng là cái nóng nè. Mình quen mình chịu rồi, chứ nó nóng thì nó nóng như lắm rồi đó. Nhưng mà phải quen cái nóng thôi, chứ đổ thì nó cũng dễ lắm. Đông nhất ngày tới 100 mấy, 200 ký bột á, như mùa tháng giêng á. Bánh xèo được làm từ bột gạo, nước dừa, đậu hũ, đậu xanh, ăn kèm bông điên điển và các loại rau rừng. Ngày thường nhà chùa đổ khoảng 300 bánh. Tuy nhiên cuối tuần hay lễ Tết, số lượng bánh tăng gấp 3 đến 4 lần. Nếu đến An Giang, bạn nên ghé chùa Bánh Xèo. Trước hết cầu mong mọi sự an vui tốt đẹp, và sau đó đừng quên dùng thử bánh xèo chay để cảm nhận một phần hương vị của miền Tây sông nước.